Các bạn đang xem tin tức thị trường xe hơi Việt trên kênh YouTube Ô tô giá rẻ. Mua xe chạy dịch vụ, chọn Hyundai Accent 2019 hay là Toyota Vios 2019. Tại thị trường Việt Nam, Vios là một trong những dòng xe được lựa chọn nhiều nhất cho nhu cầu kinh doanh dịch vụ. Mẫu sedan của Toyota được đánh giá cao về độ bền bỉ, ít hỏng vặt và tính thanh khoản cao, đặc biệt là phiên bản số sàn thấp nhất Vios E. Bên cạnh Vios, phân khúc hạng B còn có Hyundai Accent thế hệ mới cũng đang nhận được nhiều sự quan tâm từ khách hàng. Trong đó, biến thể số sàn Accent 1.4 MT chính là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Vios E. Về giá bán xe, hiện tại Toyota Vios và Hyundai Accent đều đang được lắp ráp trong nước. Giá bán trong nước của hai mẫu xe này như sau: Toyota Vios bản EMT giá 490 triệu đồng vừa được giảm giá cách đây không lâu. Hyundai Accent 1.4 MT bản đầy đủ 470 triệu đồng, chênh nhau chỉ có 20 triệu đồng. Nói về không gian hành khách, bước sang thế hệ mới, kích thước của Hyundai Accent được cải thiện đáng kể. Xe dài hơn 70mm, rộng hơn 29mm, đồng thời trục cơ sở được kéo dài thêm 30mm. Ngoại trừ chiều cao, Accent đều nhỉnh hơn đối thủ ở mọi số đo. Nhờ đó, không gian bên trong của Hyundai Accent có phần rộng rãi hơn so với Toyota Vios. Dài rộng cao của Toyota Vios EMT là 4425, 1730 và 1475mm. Hyundai Accent 1.4 MT có chiều dài rộng cao lần lượt là 4440, 1729 và 1460mm. Trục cơ sở của Hyundai Accent dài hơn tới 50mm và khoảng sáng gầm xe của Toyota Vios EMT là 133mm, trong khi đó của Hyundai Accent 1.4 MT là 150mm. Nói về các tính năng hỗ trợ lái, vô lăng trên Hyundai Accent 2019 được bọc da cho cảm giác cầm chắc tay, sướng tay hơn là chất liệu urethane trên Vios. Bên cạnh đó, hãng xe Hàn cũng rất hiểu khách Việt khi trang bị thêm camera lùi hỗ trợ cho tài mới, đặc biệt là hệ thống AVN định vị dẫn đường bằng tiếng Việt có sẵn trên xe. Về trang bị tiện nghi, xe Hàn vốn rất nổi tiếng về Option và Accent 2018 cũng không phải là ngoại lệ. Tuy chỉ là phiên bản số sàn nhưng danh sách tiện nghi an toàn trên mẫu sedan này rất đầy đủ. Ví dụ như Toyota Vios EMT chỉ có đèn chiếu sáng halogen, trong khi đó Hyundai Accent 1.4 MT khác hẳn, có bi halogen, đèn LED chạy ban ngày, đèn sương mù, đèn hỗ trợ vào cua, cảm biến đèn tự động và gạt mưa tự động. Nói về ghế ngồi, Toyota Vios EMT và Hyundai Accent 1.4 MT bản đầy đủ đều là chất liệu bằng ghế nỉ, hệ thống điều hòa đều là chỉnh cơ. Riêng hệ thống âm thanh thì Vios chỉ có 4 loa, còn Hyundai Accent có tới 6 loa và hệ thống thông tin giải trí cũng tương tự. Của Vios chỉ có kết nối AUX USB Bluetooth, Hyundai Accent có thêm kết nối Apple CarPlay. Nói về động cơ và độ an toàn, theo số liệu từ nhà sản xuất, mức tiêu hao nhiên liệu trên Toyota Vios E có 3 điều kiện: cao tốc, hỗn hợp và đô thị lần lượt là 5 lít, 5,8 lít và 7,3 lít trong 100km, trong khi những con số này trên Hyundai Accent là 4,74, 5,58 và 7,04 lít trong 100km. Có lẽ cũng bởi tại Toyota Vios có động cơ là 1.5, còn Hyundai Accent là 1.4. Động cơ của Toyota Vios là 107 mã lực, thế còn Hyundai Accent là 98 mã lực. Ngoài ra, các tiện ích khác như Toyota Vios chỉ có hệ thống chống bó cứ phanh ABS, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD. Hyundai Accent cũng có các tính năng tương tự. Ngoài ra, Hyundai Accent còn có thêm cân bằng điện tử ESC, khởi hành ngang dốc HAC, kiểm soát lực kéo TCS, chống trượt cho thân xe VSM. Về số túi khí, Toyota Vios có 7 túi khí, còn lại Hyundai Accent thì lại chỉ có 2 túi khí. Qua đó chúng ta có thể kết luận Hyundai Accent 1.4 MT tuy có giá rẻ hơn khá nhiều, nhưng danh sách trang bị lại nhỉnh hơn rất nhiều so với Toyota Vios EMT so với các đối thủ. Số sàn trong cùng phân khúc thì Hyundai Accent cũng gần như đứng đầu với Option, kết hợp với thiết kế hiện đại, trẻ trung, mẫu sedan Hàn Quốc phù hợp với khách hàng trẻ mong muốn giảm nhẹ chi phí khi mua xe, không quan tâm lắm đến vấn đề thương hiệu và giá trị bán lại mà chú trọng hơn về phương tiện và tiện nghi cho người tiêu dùng. Còn Toyota Vios EMT với khả năng nồi đồng cối đá nổi tiếng từ xưa đến nay, xe là sự lựa chọn cho những khách hàng đặt tiêu chí ăn chắc mặc bền lên hàng đầu, chuộng thương hiệu Nhật và có ý định bán lại sau một thời gian sử dụng với hy vọng là vẫn được giữ giá. Các bạn đang xem video trên kênh Ô tô giá rẻ.
Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh minh họa sắc nét và đẹp mắt. Các bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ bài để kênh được phát triển hơn nữa. Chúc các bạn lái xe an toàn, vui trẻ, hạnh phúc và thành công.